Xin chào mọi người, hôm nay em sẽ tìm mua trang web do chính em làm ra là quản lý cơ sở vật chất trong rạp chiếu phim. Thì gồm có 4 chức vụ chính: admin quản lý là quản lý các tài khoản, chức vụ tiếp theo là quản lý có chức năng chính là quản lý các quản lý tất cả các chi nhánh. Giám sát thì có chức năng là giám sát một chi nhánh, nhân viên, và cuối cùng là chức vụ nhân viên. Thì đầu tiên em sẽ điều mua chức vụ admin. Thì admin có chức vụ quản lý tất cả các tài khoản, gồm có quản lý các tài khoản, rồi ra là gồm có thông tin cá nhân và địa chỉ sửa, để mật khẩu. Và tài khoản thì admin có quyền được xem thông tin của từng tài khoản, được chỉnh sửa, được cập nhật trạng thái, chức vụ và cả chi nhánh của tài khoản đó. Ngoài ra có thể thêm được lịch sử cấp quyền của từng tài khoản. Mỗi khi cập nhật lại tài khoản thì nó sẽ được thêm vào lịch sử cấp quyền. Tiếp đến là quản lý. Thì quản lý tất cả các chi nhánh bao gồm quản lý các cái bộ phim, quản lý các suất chiếu, quản lý các bộ phim và được xem các suất chiếu, quản lý được xem được như admin thì có thể cập nhật được thông tin cá nhân của bản thân. Thứ hai là thống kê, quản lý được xem thống kê của tất cả các chi nhánh hoặc từng chi nhánh. Và lập nên theo ví dụ nhờ và biểu đồ lịch chiếu thì mình sẽ xem được trong tháng đó thì có bao nhiêu lịch chiếu đã hủy và bao nhiêu lịch chiếu đã chiếu. Ngoài ra mình sẽ có thêm được từ của từng chi nhánh. Ngoài ra thì mình có thể thêm được xem được thống kê của từng phòng, của phòng chiếu thuộc chi nhánh nào, phòng số mấy và của từng cơ sở vật chất. Có phòng này có tên. Đây. Bây giờ thêm tháng 11 thì sẽ máy lạnh một cơ sở vật chất máy lạnh một của thùng một thuộc chi nhánh nào sẽ trong tháng sẽ họp 6 lần và bình thường 6 lần. Đây. Ngoài ra còn có các chi nhánh thì mình quản lý được các chi nhánh thì quản lý có được thêm xóa sửa chi nhánh, sửa chỉ được sửa tên, nó được xóa nhưng mà chỉ khi mà chi nhánh đó không có phòng chiếu nào mới được thêm, và nếu giờ mình mới thêm nhưng mà mình muốn xóa liền thì được, và nếu mà có co chi nhánh đó mà có phòng thì sẽ không được xóa. Mình được thêm chi nhánh mới. Khi thêm
sai hay thành công. Khi mình thêm thì mình có trùng không được trùng tên chi nhánh và xóa liền được, nếu mà xóa được mình được. Ngoài ra phim thì phim mình có thể sửa danh sách tất cả bộ phim, mình có quyền được sửa trạng thái của phim và các thông tin của phim đó. Đây, nếu mà bộ phim này ngừng chiếu thì mà khi xếp khi mình khi mà lịch chiếu, khi mà còn bộ phim đó, khi mà mình chỉnh cái bộ phim đó ngừng, cho trạng thái về ngừng chiếu thì bên giám sát nó sẽ không, khi mà thêm lịch chiếu thì trong còn bong bóp danh sách phim sẽ không có phim đó. Đây mình về có thể xem lịch chiếu. Đây, từ ngày mấy đến tháng mấy, ngày nào thì sẽ được danh sách đó. Mình có thể xem được từng chi nhánh. Thì đa phần phong số 1 này cũng thuộc chi nhánh 1 nên lúc đây, khi mình có thể xem được từng chi nhánh. Tiếp đến là phòng chiếu và cái thứ là loại vé. Thì mình như mình có thể tìm kiếm loại vé mình, và mình được chỉnh sửa tên vé nhưng không được chỉnh giữ giá vé và mã vé. Mình có thể xóa bình thường, mình có thể xóa được trừ khi mà mã vé này nó sẽ không cho con nằm trong lịch chiếu đó, nhập chiếu. Và thế mình có thể thêm mới như bộ phim. Về phòng chiếu thì mình có thể xem được tất cả các chi nhánh và có thể xem được tất cả. Quản lý có được chỉnh sửa được tên phòng, phòng số, số cột, số ghế tối đa, số hàng, trạng thái hoạt động hay là cập nhật. Ngồi đây thì có thể xem xóa sửa cơ sở vật chất. Và đây là sơ đồ chỗ ngồi. Khi mình chỉnh sửa lại số ghế tối đa là 36, 54 đi, thì số hàng sẽ là 9, số ghế sẽ là 6. Thì lúc này sơ đồ gói sẽ được chỉnh lại. Đây. Ngoài ra mình có thể xem được lịch sử sử dụng vào cái phòng đó sẽ được đặt khi nào và được hủy và đã hủy khi nào, gồm số chiếu nào. Tiếp đến em sẽ đi mua giám sát. Quên mã giám sát rồi.
giám sát chi nhánh một có đây và tài khoản có sức để giám sát là tài khoản này, nhân viên có tài khoản này của chi nhánh một. Thì đây giám sát như admin và quản lý thì có hồ sơ và có thông tin cá nhân của giám sát, có được việc chỉnh sửa thống kê thì có thể thống kê, có thể xem được thống kê chi nhánh của mình. Đây gọi là phòng chiếu thì giám sát có giám sát xem được chi tiết phòng chiếu bao gồm sổ đồ ngồi và danh sách cơ sở vật chất. Chi tiết phòng khi mà bên nhân viên mà có bên nhân viên được bổ nhiệm đi xem tất cả các được xem phòng có bị hư hóc gì thì sẽ được ghi chú và đánh dấu lại của từng cơ sở vật chất và sẽ gửi yêu cầu bên giám sát là có được sử dụng nữa hay không. Thì bên đây giám sát sẽ có quyền đánh dấu, có quyền cập nhật lại trạng thái phòng. Đây khi mà giám sát có thể xem được danh sách lịch chiếu và thêm xuất chiếu. Thì như mà nãy cho bên quản lý thì bên không được phim bắt khả thi sẽ không được có trong danh sách này tại vì mình đã cho trạng thái ngừng chiếu. Mình cho giờ ấy đây giờ này 1 xe. Đây khi mình thêm thì sẽ thời gian nó sẽ không hợp lệ tại vì thời gian này đã quá thời gian hiện tại. Đây mình đã thêm mấy nghìn công. Thì danh sách phòng trống, phòng chiếu có ghi là hiện thời gian hiện tại này thì trạng thái của phòng như thế nào. Đây em sẽ demo tiếp cái phần nhân viên sẽ được yêu cầu cập nhật trạng thái của phòng chiếu lên giám sát. Đây thì như bên quản lý bên giám sát thì nhân viên được xem danh sách lịch chiếu để xem được nếu mà thay đổi bên phòng chiếu có trục trặc gì thì mình sẽ xem được danh sách xuất chiếu và thời gian đó có phòng giờ và thời gian có xuất chiếu nào chiếu được chiếu trong phòng đó hay không. Thì về phòng chiếu thì em bên nhân viên được cập nhật các trạng thái của cơ sở vật chất như chỗ ngồi thì
Tôi nhớ đỏ nghĩa là bị hỏng, có trục trặc gì đó. Còn nhớ còn màu trắng là bình thường, gây hỏng. Đó. Và lúc này đây em sẽ bấm cập nhật thì sẽ thành công. Đây khi mà mình đã cập nhật trạng thái của ấy thì bên bên trạng thái phòng số 1 sẽ được có trạng thái ở đây chờ kiểm tra, cái này đang yêu cầu lên để giám sát xem là có nên được có cập nhật trạng thái phòng hay không, hay là để trạng bị hỏng hay là để bình thường. Hay khi đó bên giám sát sẽ cũng trạng thái phòng chiếu đó cũng sẽ được đang chờ kiểm tra, và khi đó bên giám sát sẽ cập nhật tiếp tục sử nên có nên tiếp tục sử dụng hay để hỏng. Đây địch chiếu đó của phòng số 1. Lúc mà phòng chưa có vấn đề gì thì được chỉnh sửa các thông tin phim. À, khi mà thêm lịch chiếu thì nó sẽ xác được là khoảng thời gian đó cộng với thời lượng cộng với thời gian trừ hao thì có khoảng thời gian đó có bộ phim nào có trong phòng đó trong phòng đó có xuất chiếu nào chưa, nếu chưa là nó sẽ không được thêm, còn nếu rồi là nó chưa thì nó sẽ được thêm, và nếu rồi thì nó sẽ không được thêm tại vì là đã có xuất chiếu rồi nên được sang. Thì nên em ví dụ nè, 5:10 thì em cho 5:10, 5:20, 5:30 đây. Chọn phòng ơi. Đây thì khi mà 5:30 rồi sẽ trong phòng danh sách phòng chiếu sẽ không còn có phòng số 1, bởi vì phòng số 1 vào giờ 5:10 đã có xuất chiếu đó rồi thì nó đang trong thời gian chiếu thì nó sẽ không được trong trong đây. Đây thôi mà được, đây thì đó danh sách phòng chiếu sẽ được cập sẽ được thay đổi là phòng số 1, bởi vì thời gian này không có phòng số 1 sẽ không có chiếu có chút chiếu nào. Khi mà đang chiếu khi phục phòng có bị trục trặc khi đó thì chỉ được chạy thay đổi đổi phòng thôi, chứ không được cho chỉnh sửa hay cập nhật hay được chỉnh sửa thông tin xuất chiếu đó. Nhưng nếu mà sắp chiếu thì có quyền được chỉnh sửa phòng tên phim, ngày chiếu, xuất chiếu, giờ chiếu, giá vé và cả phòng chiếu. Đó là phần trình bày của em. Đây demo của em đến đây là xong rồi.